Các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc chính xác nhất Đánh giá hiệu quả công việc có thể tạo động lực nhân viên, thúc đẩy sự nỗ lực của nhân viên và giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức. Nhưng những kết quả đó chỉ đến khi được thực hiện đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc phổ biến để giúp các nhà quản trị dễ dàng tiến hành hơn. Đánh giá hiệu quả công việc là gì? Đánh giá hiệu quả công việc là việc nhà quản lý thực hiện đánh giá, ra soát quá trình hoàn thành công việc của nhân viên để nhìn nhận, nắm bắt tình hình thực tế. Việc đánh giá sẽ dựa trên cơ sở nhân viên có đang hoàn thành đúng và đủ việc cũng như tạo ra các giá trị phù hợp, đáp ứng mục tiêu hay không. Việc xây dựng và duy trì một hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc một cách khoa học và rõ ràng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhà quản trị như cách nhìn tổng quan về hiệu quả làm việc của nhân viên hay bộ phận sẽ là cơ sở để đưa ra những kế hoạch mục tiêu phù hợp trong tương lai. Khi nhân viên được nhìn nhận đúng về năng lực và hiệu suất, Việc phân bổ nhân sự sẽ chính xác hơn và nhân viên sẽ phát huy được hết khả năng của mình, từ đó tăng sự hài lòng và động lực cho nhân viên. Vì vậy, phương pháp và hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc cần được duy trì sao cho phù hợp với mô hình quy mô và văn hóa doanh nghiệp. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc. Có nhiều phương pháp đánh giá công việc cho nhân viên khác nhau, dưới đây là 5 phương pháp tiêu biểu được áp dụng dùng trong nhiều doanh nghiệp. 1. Đánh giá qua KPI, chỉ số đánh giá hiệu suất chỉ số hiệu suất kpi là chỉ số quan trọng khi đánh giá sự tiến bộ với cá nhân phòng ban tổ chức doanh nghiệp sử dụng kpi ở nhiều cấp độ khác nhau để có thể đánh giá tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu chiến lược phương pháp đánh giá độ hoàn thiện của chỉ tiêu kpi thể hiện công việc trong thực tế bám sát mục tiêu ban đầu qua đó để đạt được kết quả mong muốn đã đề ra đưa ra một bộ chỉ tiêu có thể đo lường hiệu quả để có căn cứ lên kế hoạch cho những mục tiêu sau đưa ra sự so sánh từ đó đánh giá mức độ thay đổi hiệu suất dựa vào từng giai đoạn. 2. đánh giá bằng OKR, mục tiêu và kết quả then chốt. OKR là một công thức đánh giá công việc bạn sẽ phải thực hiện mục tiêu objective và chúng sẽ được đo lường bằng các kết quả then chốt key results. Mục tiêu ở đây là những gì nhân viên muốn đạt được, ví dụ thúc đẩy doanh số quý 2, tăng mức độ nhận diện thương hiệu qua đó, các kết quả then chốt là công cụ được sử dụng để đo lường mức độ đạt được mục tiêu. 3. Quản lý theo mục tiêu (Management by Objective). Quản lý theo mục tiêu là một quá trình trong đó nhà quản lý đặt ra những mục tiêu cho nhân viên, định kỳ đánh giá theo dõi hiệu suất và có khen thưởng phù hợp theo kết quả. Phương pháp này bao gồm các đầu mục: xây dựng mục tiêu theo sự đồng thuận, thống nhất giữa nhân viên và cấp quản lý, tập trung vào kết quả thay vì cách thức thực hiện. Nhân viên được chủ động trong quá trình thực hiện công việc thường áp dụng ở cấp quản lý cao nhất của công ty. 4. Phương pháp phân phối bắt buộc Phương pháp phân phối bắt buộc là phương pháp đánh giá nhân viên trên cơ sở bắt buộc nhất định. Ví dụ như nhân viên của bạn đạt được 15% xuất sắc, 65% trung bình và 20% yếu thì 15% nhân viên xuất sắc sẽ được đề bạt tăng lương, 20% nhân viên yếu sẽ bị gia hạn tăng lương, xem xét nghỉ việc. Phương pháp này có ưu điểm bắt buộc quản lý phải đưa ra quyết định đánh giá chính xác năng lực thực của nhân viên. Nâng cao năng lực hiệu quả làm việc của đội ngũ lao động, nhược điểm, vô tình làm tăng sự cạnh tranh, thiếu lành mạnh giữa nhân viên với nhau, làm giảm đi tinh thần hợp tác, làm việc đồng đội, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. 5. Phương pháp thể điểm cân bằng BSC Phương pháp thể điểm cân bằng là một hệ thống kế hoạch và quản lý chiến lược giúp công ty xác định được các tầm nhìn, chiến lược và biến chúng thành hành động cụ thể. BSC giúp đánh giá hiệu quả công việc của tổ chức toàn diện trên 4 khía cạnh khách hàng, tài chính, nội bộ, đào tạo và phát triển. Thể điểm cân bằng sẽ giúp các nhà quản lý xây dựng một hệ thống đo lường, thu thập và phân tích dữ liệu trong mối quan hệ giữa các khía cạnh với nhau. 6. Phương pháp đánh giá 360 độ 360 feedback Trong phương pháp đánh giá này, người đánh giá là mọi người trong công ty từ cấp quản lý nhân viên cấp dưới đồng nghiệp khách hàng đến nhân viên tự đánh giá việc này giúp cho người được đánh giá có cái nhìn khách quan đa chiều từ nhiều đối tượng và về mọi phương diện nhưng nó cũng là một nguyên nhân chính gây ra tiềm năng mâu thuẫn nội bộ